Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cầu. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn phần miêu bản về ván đấu hay đánh cho trận bán kết của giải cờ tướng Tượng Kỳ Online năm 2022. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Triệu Văn Vĩ của đội cờ Tứ Xuyên và người cầm bên đen là danh thủ Miêu Lễ Minh của Hạ Môn. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ吃。 吃。 吃。 将军。 吃。 吃。
将军。吃。吃。将军。Và tiếp theo sau phần cờ phó mình xóa qua vật phó qua bác sĩ đến từ biên tiên thì trong thực chiến của trận hình danh thủ Miêu Lợi Minh cầm biển đen, anh đã buông cờ xin thua sau phần trên khi mà cảm thấy thế tấn công đến từ biên tiên đang quá mạnh. Như vậy kênh học của Tuấn Live vừa gửi tới các bạn phần biên bản về ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.